Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong video ngày hôm nay thì Túc tiếp tục chia sẻ mọi người cũng như hướng dẫn mọi người tham gia một cái dự án đến từ S1 Chain nha, Swat Chain. Thì kèo này theo thông tin mình được check ấy, đấy thì nó sẽ là phân bổ 20% tổng cung cho Arop. Đấy thì kèo này là kèo mới tinh luôn. Thì nếu mà anh em có muốn đọc thông tin chi tiết cũng như lộ trình sách trắng của nó thì anh em có thể là vào cái trang web của nó anh em đọc nha, được chưa? Mình cũng nói chung là nó thẳng ra thì mình cũng cập nhật hết rồi, được chưa? Mình cũng xem hết rồi thì mình mới có video hướng dẫn anh em. Thì để cho video nó nhanh và nó được thuận tiện hơn để cho anh em làm nhanh ấy, thì đối với những người mới, những người cũ thì anh em bật sang cho mình cái trình duyệt trên máy tính ấy, làm cho nó nhanh. Đi với Arop thì anh em phải song hành với là Kiwi Browser rồi, một trình duyệt trên máy tính đấy để làm cho nó tiện đấy, được chưa? Rồi khi em kích vào đường link thì mình có để dưới phần mô tả hoặc trong group của mình đấy, được chưa? Đây để anh em làm. Đấy, khi em kích vào đường link thì nó hiện ra giao diện như trên của mình đây. Sau đó thì chúng ta kích vào phần là Connect với X nha. Kèo này thì chúng ta sẽ Connect với X này. Rồi sau đó thì nó sẽ chuyển hướng anh em giao diện của X của anh em để chúng ta approve đấy, kết nối với X ấy. Rồi dạ, chúng ta kích vào phần au app cho mình này. Kèo khá ngon anh em ạ. Chúng ta kiếm boy nhá. Boy rồi sau này nó quy đổi sang cái token W1 từ dự án nhá. Quay chính của dự án ấy, được chưa? Rồi, khi vào thì nó hiện lên một cái mã code này, đúng không ạ? Cái mã code này là mã code của mình. Đấy, cũng như của anh em đấy. Anh em có thể sao chép mã code này y chia sẻ giới thiệu bạn bè để kiếm thêm nhá. Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ là đi làm cái nhiệm vụ social của nó để chúng ta kiếm boy. Dạ. Mỗi cái nhiệm vụ social của nó tương ứng với những cái điểm boy khác nhau. Dạ. Cái nhiệm vụ social nó ở cái phần dưới này anh em này. Đấy, nhiệm vụ social thì nói thẳng với anh em là khá nhiều luôn. Dạ. Mà nó còn lịch khi mà cái Twitter của anh em nó nằm ở đây này. Cái hình đại diện Twitter của anh em nằm ở đây thì lại con lịch thành công rồi nha. Loại như thế. Mà cái này hay nữa thì nó có cái món mà daily combo ấy, tìm cái thẻ biển ấy, tí mình sẽ hướng dẫn anh em, được chưa? Rồi, trước tiên thì mình gọi là làm demo cho anh em hai cái nha, hai hoặc ba cái nha. Rồi sau đấy anh em cứ tiếp tục anh làm nha. Vì căn bản là cái nhiệm vụ số nó khá là nhiều và cũng khá đơn giản thôi. Nên là không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, mình hướng dẫn hết thì lại lâu quá, đúng không ạ? Khá nhiều luôn. Ok thì bây giờ trước tiên thì mình làm thì để mua cho anh em hai cái nha. Nhiệm vụ sau thì anh em cứ làm nha. Chúng ta kích của phần là follow Swan trên Twitter này. Kích vào phần màu xanh xanh này cho mình này. Kích vào. Dạ. Rồi nó sẽ chuyển hướng để anh em follow đấy. Dạ. Mình thử xem là không follow xem được không. Kích follow này. Hoặc không follow xem được không ạ. Rồi chúng ta mở tab này. Quay về chúng ta kích vào phần verify này. Ok verify được không ạ. Rồi khi cái nhiệm vụ xác minh xong thì anh em phải chờ nó xác minh này. Tất cả các nhiệm vụ anh em làm ấy thì nó sẽ là như nó nói là nhiệm vụ đang chờ xác minh. Xác minh nhiệm vụ có thể mất tới 24 hoặc 48 giờ. Ồ cái này gọi anh em có thể là làm thật cho anh em nha. Dạ, không làm gọi là lách luật ở đâu, làm thật cho mình. Dạ. Và nó để phần này khi mà nó xác minh thành công thì nó số điểm anh em sẽ được cộng, nó sẽ đẩy lên đây cho anh em. Nó sẽ về cái phần đầu này cho anh em nha. Hiện tại bây giờ nó đang xác minh á, được chưa? Và tiếp sau đó thì tất cả các nhiệm vụ anh em làm rồi anh em quay sang anh em kích phần verify này xác minh cho mình. Rồi cái sau đó thì chúng ta sẽ là có thể là chơi con combo daily này giống hamster con bác ấy, được chưa? Thì cái daily combo này thì hàng ngày mình sẽ cập nhật trên group của mình đấy, group Telegram của mình để cho anh em nắm bắt kịp thời chứ, được chưa? Đấy thì cái daily combo này hiện tại nó cũng còn 14 giờ 51 phút nữa là kết thúc, tức là còn rơi tầm 15 tiếng nữa là kết thúc đấy, được chưa? Rồi chúng ta kích phần play cho mình này, chúng ta bắt đầu chơi. Rồi daily combo men là gì ạ? Rồi khi chúng ta kích vào daily combo thì nó hiện ra cái giao diện trên này, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta trả lời đúng thì chúng ta sẽ nhận được là 10.000 boy này. Thì cái daily combo ngày hôm nay là gì, mình sẽ là 784 anh em nha, được chưa? Rồi chúng ta sẽ kích vào 7 này. Ok 8 này, 4 này. Rồi sau đó thì chúng ta kích vào confirm cho mình này. Ok nha, 100% và chúng ta sẽ nhận được là
10.000 cái đồng boy nha, chúng ta kiếm một con phin cho mình này. Ok, sau đó thì nó sẽ cộng bên đây của anh em. Mình chắc là một cái nhiệm vụ được xác minh rồi đúng không ạ? Thì thấy là nó 10.000 đấy. Đúng rồi, mình một cái nhiệm vụ được xác minh rồi. Nên là nó cộng vào đây là mình được 12.000, 10.000 kia 12.000 đúng không ạ? Rồi, anh em có thể sao chép cái profile link của anh em đi chơi xả giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái boy nha. Mình sẽ cập nhật thêm cái dự án này sau. Bây giờ mình gửi tất cả anh em cái nhiệm vụ sổ anh em cố làm hết cho mình nhé. Gửi tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.